Xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Ngày 26 tháng 2, Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thông qua thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh với Đảng Trung tả Dân chủ Xã hội. Diễn biến được cho là sẽ giúp nhà lãnh đạo này tiến gần hơn tới nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư liên tiếp của mình. Quá trình hiện đại hóa hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA gồm Mexico, Mỹ và Canada đã đạt khoảng 50-60% tiến độ, với việc các bên cố gắng hoàn tất các vấn đề ít xung đột và bắt đầu thảo luận các chương trình còn tồn đọng bất đồng sâu sắc tại vòng 7 tái đàm phán hiệp định đang diễn ra tại Mexico. Ngày 27 tháng 2, một tòa án tại Đức đã ra phán quyết cho phép các thành phố có thể áp đặt các lệnh cấm xe ô tô chạy bằng động cơ diesel nhằm cải thiện chất lượng không khí. Hạ viện Nhật Bản vừa thông qua ngân sách lớn nhất từ trước tới nay tại nước này, đạt chi tiêu của chính phủ ở mức trên 900 tỷ đô la Mỹ, với 2/3 ngân sách chi cho quốc phòng nhằm đối phó với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, phần còn lại dành cho chi tiêu an sinh xã hội. Ngày 28 tháng 2, trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu EU về Brexit, ông Michel Barnier đã công bố một bản phác thảo pháp lý đầu tiên về thỏa thuận rút lui giữa EU và Vương quốc Anh. Quý vị, đã gần 70 năm kể từ khi Việt Nam thiết lập quan hệ với các nước Trung và Đông Âu như Ba Lan, Séc, Hungary, Bulgaria. Một quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước Trung Đông Âu đã liên tục được duy trì và phát triển cho đến tận bây giờ, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, khi Việt Nam đang nổi lên như một quốc gia năng động và hội nhập lớn tại Đông Nam Á. Chương trình Thế giới sự kiện tuần này sẽ cùng quý vị tìm hiểu về suy nghĩ của các doanh nghiệp Trung và Đông Âu trong hợp tác cùng Việt Nam. Cách đây 68 năm, các nước Trung Đông Âu nằm trong số những nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Mối quan hệ giữa hai bên trong những năm qua đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân các nước Trung Tây vun đắp trên cơ sở tin cậy, hiểu biết và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Hàng chục ngàn cán bộ, kỹ sư Việt Nam đã được đào tạo tại các nước Trung Đông Âu và nhiều người trong số họ đang giữ những cương vị trọng trách trong bộ máy nhà nước cũng như trong đời sống kinh tế xã hội Việt Nam. Lãnh đạo cấp cao các nước Trung Đông Âu đánh giá rằng, trải qua những thay đổi lớn lao trên thế giới cũng như tại mỗi nước, quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông Âu đã đứng vững trước mọi thử thách, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng đất nước của mỗi nước, là cơ sở vững chắc cho hợp tác giữa các nước trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có nhiều biến động sâu sắc. Việt Nam và các nước Trung Đông Âu nhất trí cùng nhau nỗ lực hơn nữa nhằm củng cố, đưa các mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp nói trên phát triển, đi vào chiều sâu hiệu quả, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của mỗi dân tộc vì hòa bình thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Để tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Đông Âu cũng như tiềm năng hợp tác giữa hai bên, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Cha Babondik, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Trung Đông Âu tại Việt Nam. Cảm ơn Phó Chủ tịch CEEC đã tham dự chương trình. Để mở đầu chương trình, ông có thể giới thiệu qua về hiệp hội của mình không ạ? Cảm ơn đã mời tôi tham dự chương trình. Theo như tôi biết, chúng tôi là tổ chức CEEC đầu tiên và duy nhất được thành lập tại Việt Nam. Như bạn đã biết, chúng tôi, các nước thuộc khu vực Trung Đông Âu, bao gồm Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Slovakia, đều có những mối quan hệ truyền thống vô cùng tốt đẹp với đất nước Việt Nam. Hàng chục ngàn người Việt Nam đã từng học tập tại đất nước của chúng tôi và sau đó quay trở về Việt Nam, trở thành những con người thành đạt trong các lĩnh vực như chính trị, kinh doanh, nghệ thuật, kinh tế. Nhìn chung, Việt Nam và các nước trong khu vực Trung Đông Âu là những người bạn thân thiết. Bên cạnh đó, cũng như đa số các nước trong khu vực, Hungary từng là các nước xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, hiện tại Việt Nam, chúng tôi không còn năng động như trước đây nữa. Đó là lý do vào năm 2014, một số nước trong khu vực Trung Đông Âu đã bắt đầu có những động thái chuẩn bị thành lập một phòng thương mại Trung Đông Âu tại Việt Nam, với mục đích tạo nên một nhóm những chuyên gia kinh tế, để từ đó giới thiệu và truyền tải đến những người bạn Việt Nam rằng chúng tôi vẫn luôn nỗ lực cống hiến để giúp đỡ những công ty Việt Nam thâm nhập vào thị trường Trung Đông Âu và ngược lại, hỗ trợ các công ty từ Trung Đông Âu tới tham gia vào thị trường Việt Nam. Đó chính là điểm khởi đầu của Phòng Thương mại Trung Đông Âu tại Việt Nam. Ông có thể cho biết những tiến triển trong quan hệ hợp tác thương mại kinh tế giữa các nước Trung Đông Âu và Việt Nam trong thời gian qua?
Hai bên đã có những sự hợp tác trên nhiều mặt khác nhau, trong đó phải kể đến chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Slovakia và Thủ tướng Hungary đến Việt Nam gần đây. Như vậy, có thể mối quan hệ cấp nhà nước giữa Việt Nam và các nước Trung Đông Âu là vô cùng bền chặt. Ngoài ra, nhiều nước trong khu vực Trung Đông Âu cũng là thành viên của Liên minh châu Âu EU, và EU đang có kế hoạch nghiên cứu và hoàn tất thỏa thuận thương mại tự do giữa EU và Việt Nam. Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các công ty Việt Nam, cũng như các công ty của EU. Trong khi đó, các nước Trung Đông Âu chúng tôi lại có những điểm đặc biệt. So với EU, chúng tôi hiểu về Việt Nam nhiều hơn bởi vì chúng tôi và Việt Nam trải qua bối cảnh như nhau. Hệ thống kinh tế của hai bên cũng có nhiều điểm tương đồng và cũng có những thời kỳ chuyển tiếp tương đồng. Dĩ nhiên Việt Nam không hề là một thị trường dễ dàng, thậm chí nhiều khi là một thị trường khó. Nhưng nhìn chung, khu vực Trung Đông Âu của chúng tôi khá quen thuộc với hệ thống kinh tế của các bạn hơn là các nước khu vực EU. Hiện tại, lĩnh vực nào đang được doanh nghiệp Trung và Đông Âu quan tâm đầu tư và phát triển tại Việt Nam thưa ông? Trước tiên, hãy để tôi nói tới những hoạt động mà chúng tôi đã có tại Việt Nam. Có thể bạn đã nghe về một số công ty Hungary về lĩnh vực dược phẩm tại Việt Nam như Richter hay Egix. Richter đã có mặt tại Việt Nam trong vòng 50 năm qua. Chúng tôi hoạt động rất tích cực trong lĩnh vực này, đồng thời có rất nhiều kinh nghiệm cũng như những lợi thế, và những điều này rất có ý nghĩa với Việt Nam. Chúng tôi cũng đã rất vui mừng khi được tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực này trong thời gian tới. Tôi cho rằng, trong lĩnh vực này, các công ty Trung Đông Âu cũng đã có những chỗ đứng nhất định trong thị trường Việt Nam. Ngoài ra, tôi thấy ngày càng có nhiều công ty châu Âu đang gia tăng sự quan tâm đối với các nhân tài trong lĩnh vực IT tại Việt Nam. Rất nhiều thành viên trong khối Trung Đông Âu cũng đang hoạt động rất tích cực trong ngành công nghệ thông tin. Và một lần nữa, tôi có thể nói rằng, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác trong lĩnh vực này. Được biết, ngoài là Phó Chủ tịch CEEC, ông còn hoạt động trong lĩnh vực start-up. Vậy ông đánh giá thế nào về thị trường start-up của Việt Nam? Vâng, hiện tại tôi đang phụ trách một số chương trình đầu tư cho start-up tại Việt Nam. Chúng tôi cố gắng tìm các start-up nổi bật, các dự án đáng chú ý tại Việt Nam và đưa ra nước ngoài. Chương trình của chúng tôi giúp cho họ phát triển tốt hơn, cung cấp vốn, bởi chúng tôi tin người Việt Nam có nhiều tiềm năng. Chúng tôi muốn đưa họ ra thế giới, chứ không phải đưa các công ty quốc tế đến Việt Nam. Và biết đâu, chúng ta sẽ phát triển được một Google riêng của Việt Nam. Và thị trường start-up Việt Nam đang thay đổi mạnh mẽ. 5 năm trước khi tôi mới bắt đầu chương trình này, chưa có nhiều hoạt động ở Việt Nam. Số lượng startup và chất lượng đều gia tăng mạnh mẽ. Nhiều nước láng giềng, kể cả tại Australia và cả New Zealand, đều đang rất hứng thú với các startup Việt Nam. Do vậy, chúng ta có thể thấy rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức quốc tế đến Việt Nam để tìm hiểu lĩnh vực này và đầu tư rất nhiều. Đây cũng là lĩnh vực mà Trung và Đông Âu quan tâm. Lãnh đạo cấp cao các nước Trung Đông Âu đã từng bày tỏ khâm phục trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong những năm gần đây, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục là nhân tố ổn định trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, trước mắt Việt Nam vẫn còn rất nhiều rào cản khi khẳng định bản thân trên trường quốc tế. Nhiều công ty nhập khẩu Trung và Đông Âu cho biết họ hiện không có các thông tin cần thiết về Việt Nam để tạo mối quan hệ bạn hàng, mặc dù họ biết rằng Việt Nam là một thị trường họ có thể khai thác. Hiện vẫn còn những trở ngại về thuế khiến chúng tôi không thể cạnh tranh ở Việt Nam. Ngoài ra, mỗi mặt hàng để được xuất khẩu đều phải thông qua thỏa thuận giữa hai nước, và các nhà sản xuất cũng phải xin được giấy phép xuất khẩu, điều sẽ tốn rất nhiều thời gian. Tôi mong rằng thủ tục sẽ được giảm bớt và các mặt hàng Ba Lan sẽ được đưa đến thị trường Việt Nam một cách dễ dàng hơn. Tôi không thấy có nhiều khó khăn khi kinh doanh tại Việt Nam. Theo tôi, vấn đề về vốn có lẽ là thách thức lớn nhất, nhưng tôi nghĩ các doanh nghiệp Hungary trong lĩnh vực xuất nhập khẩu luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam. Những thách thức hiện tại không thể làm lu mờ triển vọng phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên. Thị trường Việt Nam rất lớn cho nên chúng tôi có thể xuất khẩu nhiều mặt hàng. Nhưng mặt trái của việc này là có nhiều đại lý nên phải tìm những mối quan hệ thương mại và phải hợp tác với nhiều đối tượng để có thể đạt được thành công, và đó không phải là việc đơn giản. Ngoại trừ Montenegro và Serbia, các nước Trung và Đông Âu CEEC còn lại đều thuộc EU. Do vậy, khi FTA Việt Nam-EU có hiệu lực, Việt Nam có thể phải đối mặt với một số thách thức. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải chịu sức ép cạnh tranh lớn trên sân nhà. Hàng hóa của CEEC khi vào Việt Nam sẽ dễ dàng hơn và giảm giá mạnh do không phải chịu thuế nhập khẩu.
Hệ quả là việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong nước tại thị trường nội địa sẽ gặp khó khăn, thậm chí sẽ có những ngành phải thu hẹp sản xuất do không cạnh tranh được. Đồng thời, các doanh nghiệp Trung và Đông Âu có thể dễ dàng thành lập các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoạt động ở Việt Nam và tham gia vào các lĩnh vực hiện nay Việt Nam chưa có thế mạnh. Với kinh nghiệm quản lý, chất lượng vượt trội hơn hẳn của các doanh nghiệp châu Âu, nguy cơ các doanh nghiệp Việt Nam chịu lép vế là khá rõ ràng. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn do châu Âu áp đặt nằm trong số các tiêu chuẩn khắt khe và khó đạt được nhất với chi phí cao nhất trên thế giới. Các quy định nghiêm ngặt về môi trường và phúc lợi động vật luôn là thách thức đối với các nước đang phát triển nói chung và với Việt Nam nói riêng. Vì thế, Việt Nam sẽ phải áp dụng yêu cầu chặt chẽ hơn trong vấn đề bán phá giá, trợ cấp và sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại. Các nước Trung và Đông Âu như Séc, Hungary, Ba Lan có mối quan hệ từ lâu đời và chặt chẽ với Việt Nam, nhưng cho đến nay, hợp tác thương mại của hai bên vẫn chưa lớn mạnh như tiềm năng. Tại sao lại như vậy thưa ông? Theo những gì mà tôi biết, các quan chức ngoại giao rất vui mừng trước mối quan hệ giữa hai bên. Điều này có nghĩa là Việt Nam và khu vực Trung Đông Âu đã có nhiều bước tiến trong quan hệ song phương. Nhưng tôi cho rằng hai bên còn có thể thắt chặt tình hữu nghị song phương nhiều hơn nữa. Có một vài lý do giải thích cho việc này. Thứ nhất, Việt Nam và khu vực Trung Đông Âu có khoảng cách khá xa nhau. Lý do thứ hai, đó là chúng tôi không có nhiều các tập đoàn lớn. Một vài nước trong khu vực cũng có những tập đoàn lớn, trong đó phải kể đến Comcredit, một công ty khá nổi tiếng. Tuy nhiên, đa số các công ty trong khu vực đều là các công ty vừa và nhỏ. Vài năm trước, khi nhiều công ty lớn của Việt Nam đã bắt đầu tìm kiếm các cơ hội kinh doanh tại châu Âu, tôi có thể nói rằng tất cả mọi thứ từ việc tiến hành cho tới các xu thế đều rất tốt và công ty của hai bên còn có rất nhiều cơ hội ở phía trước để hợp tác cùng với nhau. Ông có thể nói cụ thể hơn đâu là những hạn chế của Việt Nam khi tiếp cận thị trường châu Âu? Đầu tiên là vấn đề ngôn ngữ. Các bạn chưa quen với việc đàm phán bằng ngoại ngữ và luôn cần đến phiên dịch và khiến mọi thứ trở nên chậm chạp hơn. Tiếp đến là cam kết. Rất khó có thể bán hàng hóa châu Âu ở Việt Nam nếu không có sự tin tưởng. Tương tự như vậy, các doanh nghiệp Việt Nam đến châu Âu và phải thiết lập doanh nghiệp ở đó, phải thể hiện được sự ổn định về chất lượng. Nhưng chúng ta thấy rằng, kể cả các doanh nghiệp thành công tại Việt Nam cũng không ổn định được chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình. Nhưng người dân châu Âu, chúng tôi muốn sự ổn định, chúng tôi không muốn rủi ro. Khi chúng tôi ký thỏa thuận, chúng tôi muốn các tiêu chuẩn đúng như cam kết, và doanh nghiệp Việt Nam chưa làm được điều này. Theo đó, để xây dựng mối quan hệ này, thì cần tạo dựng sự tin tưởng và đòi hỏi thời gian và sự cam kết của chính các doanh nghiệp Việt Nam. Là Phó Chủ tịch CEEC, ông có lời khuyên gì cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể hội nhập mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới? Việt Nam đã thay đổi rất nhiều, và nền kinh tế của các bạn đang phát triển rất mạnh mẽ. Bước tiếp theo đó là các bạn cần nâng cao năng lực cạnh tranh. Quả thực, câu chuyện nâng cao năng lực cạnh tranh chưa bao giờ kết thúc tại Việt Nam, phải không ạ? Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải nâng cao khả năng quản lý, cởi mở hơn và hướng ngoại hơn, bởi vì Việt Nam, về dài hạn, không thể tiếp tục cạnh tranh dựa trên lao động giá rẻ nữa. Việt Nam đang chuyển hướng sang phát triển kinh tế có chất xám nhiều hơn. Các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ đang dần đưa Việt Nam chuyển hướng nền kinh tế. Tất nhiên, đôi khi việc này không hề dễ dàng. Chính vì thế, nâng cao năng lực cạnh tranh là điều mà các bạn buộc phải làm sớm hay muộn. Vì vậy, càng sớm bắt đầu, chúng ta càng nhanh chóng đạt được những thành tựu mới. CEEC có kế hoạch gì để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới? CEEC hiện đang có dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp Trung và Đông Âu đầu tư vào Việt Nam. Thi thoảng chúng tôi giúp họ bằng cách khuyên họ đừng tới. Tại sao? Bởi vì họ chưa sẵn sàng. Họ sẽ thua lỗ. Họ sẽ có ấn tượng xấu với Việt Nam. Chúng tôi muốn họ chuẩn bị kỹ càng hơn, tìm hiểu nhiều hơn về Việt Nam trước khi đầu tư. Chúng tôi cũng giúp họ làm các nghiên cứu đánh giá thị trường và sau đó giúp họ tổ chức hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi cũng tổ chức các mạng lưới kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Trung Đông Âu.
Hoạt động này đã được triển khai, bởi vậy trong năm nay và những năm tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa. Chúng tôi sẽ làm việc nhiều hơn với các doanh nghiệp Việt Nam muốn đầu tư vào châu Âu. Chúng tôi cũng có những phương pháp khi giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận vào thị trường châu Âu. Chúng tôi là những người sống tại Việt Nam, chúng tôi hiểu cả văn hóa Việt Nam và châu Âu, và chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn muốn đến châu Âu. Sắp tới EVFTA sẽ được ký kết. Liệu những thuận lợi mà FTA này đem lại có giúp thúc đẩy quan hệ thương mại hai bên không ạ? FTA đem lại rất nhiều lợi ích cho các nước tham gia. Một số báo cáo cho thấy GDP của Việt Nam có thể tăng lên tới 10% nhờ hiệp định này. Tuy nhiên, điều này sẽ cần thời gian để dần dần áp dụng các quy định, thời gian để các công ty chuyển đổi và thích nghi. Cả EU và Việt Nam đều cần phải có thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về FTA này trong thực tiễn. Điều này cũng giống như FTA giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hàn Quốc là một quốc gia hình mẫu cho các thỏa thuận tự do. Họ tận dụng điều này rất tốt và đã phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Theo tôi được biết thì các nước Trung và Đông Âu có quan điểm không giống như những khu vực khác về EVFTA. Ông có thể nói rõ hơn về điều này. Về cơ bản, quan điểm của EU về Hiệp định Tự do Thương mại với Việt Nam là tương đồng. Chúng tôi vui mừng vì thỏa thuận này được ký kết bởi các nước Trung Đông Âu rất nhỏ bé, nhỏ hơn Việt Nam. Chính vì thế các doanh nghiệp của chúng tôi, đặc biệt là các doanh nghiệp thành công, thường nghĩ lớn, thường hướng đến thị trường quốc tế. Theo đó, nếu chúng tôi có dịch vụ tốt như IT, chúng tôi muốn xuất khẩu nó. Và nếu công ty này thành công, có nghĩa là chúng tôi có thể thành công tại Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam cũng có thể học hỏi được từ chúng tôi. Tất nhiên, việc thiết lập doanh nghiệp ở Việt Nam không hề dễ dàng vì giấy phép, nhân sự, cơ sở hoạt động. Đây là những điều chúng ta phải làm quen. Việc có FTA sẽ giới hạn lại các cản trở này. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là làm thế nào để thực hiện nó. Phòng Thương mại châu Âu Eurocharm đang chuẩn bị phát hành sách trắng trong đó, đưa ra các phương án khuyến nghị chính phủ Việt Nam giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, bởi các chính sách của Việt Nam theo châu Âu vẫn chưa đủ tiêu chuẩn về WTO. Đó là lý do vì sao chúng tôi muốn giúp các bạn cải thiện, và đôi khi các nước Trung và Đông Âu lên tiếng về các vấn đề này, nhưng chúng tôi rất vui mừng vì có một hiệp định lớn như vậy với Việt Nam. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông. Tôi tin là những thông tin vừa rồi có thể giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp Việt Nam. Một lần nữa cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện. Với những nỗ lực không ngừng, Việt Nam đã trở thành người bạn quan trọng của Liên minh châu Âu tại khu vực và là một thành viên năng động của Diễn đàn Hợp tác Á-Âu. Hy vọng rằng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ luôn tự đổi mới, sáng tạo không ngừng để vươn lên sánh vai cùng các bạn bè châu Âu trong tương lai. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.